các bạn, mình mới về được cái hộp tai nghe này, đúng không ạ? Thì đây là một chiếc tai nghe Beats Pro mà mình đồng giá ở bên bên Mỹ các bạn nhé. Ở đây mình có về đây. Các bạn nhìn thấy có tem của cái điện đúng không? Một bên mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Ra mới, nó chưa có cái bóng cắt gì cả.